Hai, chào gia đình yêu thương của Út nha. Chúc buổi trưa vui vẻ nha. Mấy mẹ yên mới mùi Út nè. Đó, tới công chuyện đi rồi. Tới công chuyện cả nhà biết gì sao mà cô Sáu phải lên trên Hoa Viên rình rình rập rập không? Có tin đồn là cô Sáu lên tìm chỗ cho cậu Bảy. Có tin đồn là cô Sáu lên để mà đào mộ. Cô Sáu lên là cầu cơ quýnh số đề. Quýnh 15 số 51. Quýnh 00 số 88 cái còng. Có người nói là cô Sáu lên trển để mà van xin cậu, cầu xin cậu để cho phiên tòa sắp tới điều kỳ tích xảy ra, chuyện vi diệu xảy ra, Sáu trở về căn nhà, một căn nhà với một bầy quỷ. Sáu ơi, con mệt Sáu quá Sáu ơi. Không biết Sáu có mệt con không chứ con mệt Sáu. Sáu cộng bà ba không quên, cộng chú bảy là 376. Là xong chìm đến số 367. Đúng không cả nhà? Nhưng đây mới là lý do nè mấy mẹ. Đây mới là lý do nè. Mấy má nghe là hết hồn luôn. Chiêu cũ đàm lại. Chiêu cũ, bổn cũ soạn lại. Bổn cũ soạn lại hoài, màn hai cảnh cũ. Màn hai nhưng mà cảnh cũ. Đó. Thì fan của Út á, ở Cần Giờ điện cho Út nói là ngày hôm qua thấy mẹ con cô Sáu lãng giảng khu vực ở nhà của ông thầy bùa. Đó, để làm gì? Thì cả nhà biết rồi đó. Lúc trước là khi mà đuổi ra khỏi nhà đó, thì ve có đi tìm thầy để mà cứu ve. Ve là, thầy ơi, thầy nghe mẹ con đang ăn nhờ ở đậu sung sướng gần chết. Bây giờ nó đuổi ra ngoài, từ dập tới đi ở nhà phải trả tiền, ăn uống phải trả tiền, khổ quá thầy ơi. Thầy cứu mẹ con đi thầy ơi. Nín con, nín để thầy cứu. Tướng sĩ tượng, xe pháo ngựa, kinh 7667. Rồi, không được mày ơi. Cái nhà này của cha nó, chứ không phải nhà của thằng cha mày dành. Nhà của thằng cha mày đâu mày không dành. Nhà ghét mẹ mày đâu không dành. Mày dành nhà của người ta. Mày dành nhà này của nó, mày tán gia bại sản thân bại danh liệt. Mày te tua tơ tả như tàu lá chuối, bầm dập tím nhắc như trái cà tím đó con. Nghe không? Thầy ơi, giờ thầy cố gắng làm sao, thầy giúp con đi. Bao nhiêu tiền cũng bỏ ra cũng đưa thầy 5 cây chứ thầy. Thầy cứu con đi thầy, giờ ra đường ở. Con còn mẹ dài, con dại và thằng chồng bóng nữa cho khổ đó thầy ơi. Cứu con đi thầy. Tính liền, đi về liền, đi về. Là ông thầy ông đuổi về. Đã ông thầy ông biết thua rồi. Ông thầy có tâm, gặp người ta có tâm á, ta cố tình lấy tiền nó. Nhưng mà ta không làm gì á, nó dám kiện thầy không? Nó dám kiện thầy không? Nhưng mà ông thầy là có tâm. Mà đặc biệt ông thầy là fan của cậu Năm. Nên ông không làm chuyện gì hại Hồng Loan cho cậu Năm được. Nên ổng không có nhận kèo. Đó, thì kỳ này cũng vậy. Kỳ này cũng vậy, bây giờ giấy tờ nhà đất là coi như thua rồi đó. Coi như xong rồi. Xong hết rồi. Vậy mà cha đạo diễn nói là rồi 99% cô Sáu thắng rồi. Rồi Quấn Bình Dương nói sao? Rồi có công văn vô ơn dọn nhà. Đúng rồi, Hồng Loan dọn nhà giùm cô Sáu ra ngoài chứ không cho cô Sáu vô nhà. Có công văn hả? Ai ký vậy? Ai ký vậy? Ông thầy cũng nợ ký hả? Ai ký vậy? Thánh thần ơi, rồi vậy xong rồi, giấy tờ vậy xong rồi, chỉ chờ kỳ tích thôi, chỉ sợ tâm linh thôi. Mà ăn ở ác quá tâm linh không phù hộ đâu, ăn ở chơi chẹo lật lọng làm biến quá, tâm linh không ai phù hộ cho mấy người mà chơi chẹo lật lọng ăn cướp ăn trộm, tâm linh không ai phù hộ. Những người tâm linh ta phù hộ người hiền người tài, chứ mai ai phù hộ làm những chuyện bậy, đúng không nhà? Tại vì ta sống cái cõi đời này, ta mất là chưa tại công đức, thì ta đi mất đi rồi. Ta giúp người hiền, ta hưởng công đức, mình hưởng 7, ta hưởng 3. Tự nhiên ta giúp người cất nhà cất cửa, đang ta xuống địa ngục hơn chi vậy? Đúng không? Dạ đi kiềm tâm linh nữa. Trời ơi, cô Sáu, cô đi đảo giảng dưới Cần Giờ như vậy hả? Làm bùa làm ngải hả? Lên trễ làm bùa làm ngải thầy hả? Biết sao không? Đi xuống dưới, kêu là ông thầy á, làm sao cho mà cậu Năm khiến Hồng Loan, làm sao cho cậu Năm khiến Hồng Loan, giam hồn cậu Năm khiến Hồng Loan là phải đồng ý cho cô Sáu trở về nhà ở như thuở ban đầu. Ôi, tội nghiệp Sáu quá à. Cưng Sáu ghê luôn. Già sao mà dai dữ vậy Sáu. Già dai chặt hoài không đứt nữa. Trời ơi, ăn què gì niềm tin nó bất hủ vậy. Phải chi mà trong cuộc sống, trong công việc mà Sáu vững mạnh niềm tin vậy là Sáu thành công rồi. Mà công nhờ Sáu dùng cái từ thờ, cái sự mà niềm tin vững mạnh đó dành đi ăn cốp, ăn trộm nhà người ta. Chịu ghê luôn, chịu Sáu ghê. Mắt thèm nhà tắm hả? Nhà của người ta mắc gì thèm dữ vậy? Mắc quá ông đi kiếm nhà ở đi. Mắc nhà giống như mắc ể vậy hả? Tội nghiệp giàu quá.
giờ này mà còn mơ mộng mộng mơ về căn nhà đó ở. Hả? Nhà từ đường bán rồi, phải chi xá đựng bán 5 căn nhà, giờ này là Hồng Loan chia cho bớt 1 căn rồi. Bán 5 căn nhà 1.000 lượng vàng, mà 1.000 lượng vàng thời điểm bây giờ mà vàng lên giá 8 triệu mấy chị, bây giờ bán không biết bao nhiêu tiền, không biết bao nhiêu tiền luôn, là mua không biết như nhà luôn, ăn hết rồi, giọng nuốt hết rồi, đòi gì nữa hả? Còn cái nhà để thờ ông bà tổ tiên, xá định muốn đưa ông bà ra đường lần nữa hả? Bỏ liền, bỏ định liền, bỏ định liền, hả? Không cái là cậu đưa tiền á, hèn chi, con nghe kể là tối, sáu rồi cho sáu khóc quá khóc luôn, tại sao ỷ y, ngày xưa sáu khóc một cái là cậu năm buông tiền ra, buông tiền ra, bữa nay sáu lên mộ cậu sáu nói sao? Anh Nam ơi, em lên nè anh Nam, anh đâu rồi anh Nam ơi? Cậu Nam nói tao trốn rồi, trốn mà chỉ đâu? Tại sao vậy anh Nam ơi, anh bỏ tụi em vậy anh Nam ơi? Từ ngày anh mất đi rồi, đời em khổ lắm, ăn có mười mấy tỷ đám tang mà nó chửi quá trời. Có dành gì đâu, dành cái mười mấy tỷ thì đám tang mà nó chửi quá kìa, nó có ba mươi mấy lá đơn mà nó nói em ác này ác nọ. Tính ẹt con nhỏ kia mà ẹt không được mà chửi em ác. Tính như chửi quỷ kia mà chửi không được, chửi em ác. Anh Nam ơi, về cứu em Nam ơi. Anh Nam ơi, về đây Nam ơi. Cho nhà em anh Nam ơi, cho nhà em đi anh Nam ơi. Bây giờ em già hết khí là không nổi, anh cho em đi Nam ơi. Ở đâu Nam ơi, trốn chứ đâu. Cậu Nam đã trốn rồi, tao trốn rồi. Làm ơn đừng kiếp tao nữa. Cậu Nam nói là ông trả kiếp người vì hai đứa em ổng rồi. Ông cực khổ một kiếp người vì hai đứa em rồi. Làm tiền bao 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 mà tới ngày nằm xuống không có tiền mua quan tài. Nhìn là mình biết con người mình nó tệ hại cái nào rồi. Mà lên cho anh kêu déo nữa, khóc hả? Giờ mà Sáu khóc mà lôi con mắt ra, mù con mắt luôn. Cũng không may mà chứng giám cho Sáu. Quá ác rồi ha. Vậy làm bùa là ngãi cậu hả? Cậu bây giờ đâu có còn ở trong đó đâu là bùa ngãi. Cậu giờ đâu có ở đó đâu. Cậu lên trời rồi. Cậu đi hưởng phước rồi. Không còn ở đó làm bùa làm ngãi. Mà càng làm bùa làm ngãi thì Sáu càng khổ. Tại bùa ngãi bây giờ nó quật Sáu, chứ nó không còn phù hộ Sáu nữa. Được thở ban đầu thôi à. Bùa ngãi vậy đó, được thở ban đầu thôi à. Đằng sau là nó quật Sáu te tôi luôn. Giờ ông và chồng mất kìa, không về bển nha, lăn lết bò khóc cào cào. Ba ơi, sao ba đi sớm vậy ba ơi? Có viết gì chút lại cho con không ba ơi? Trời ơi, cháu nội ông về kẹt ba ơi. Cháu nội ông lặng ghe tội nghiệp lắm ông ơi, đâu có nhà cửa ba ơi. Vậy khóc đi. Vậy lăn lăn lết lết, giờ kêu con ghe nằm tới cái quan tài đi qua đi. Đó, đó là nhiệm vụ con ghe đó. Con ghe làm không ai nói gì hết. Còn cậu tự nhiên mình là cháu, mình làm sống xài giống như khô cá lẹp á, cho quan tài đi qua. Khó coi vô cùng, khó chịu vô cùng. Bây giờ ông nội mình mất đó, mình về mình làm sống xài cho quan tài đi qua, mình trả ơn cho ông nội mình đi. Mà quên nữa, ông nội nó họ Lê, ông nội họ Nguyễn, đâu được nằm đâu, khác họ không được nằm, khác họ mà nằm xui lắm. Tại bởi yên vé xui hai năm nay đó, nó nằm cho cái quan tài cậu đi qua xui hai năm nay đó, khác họ là vậy xui lắm đó, đúng không? Và bây giờ xui một cái nữa, ông nội mất mà không được hưởng nữa. Bây giờ cái người cần xét nghiệm ADN chính là con ve. Mày xét nghiệm ra không giống cho quan đài chi địa, đã cái họ không giống quan đài chi địa rồi. Mày bây giờ cái mà cái ADN không giống nữa là bó tay luôn. Quan đài chi địa luôn miệng nói ve là con ổng, mà bây giờ xét nghiệm ra làm huyết thống của sạc pin rồi sao? Rồi sao? Mà trong khi ông sạc pin họ khác, mà ông ve là họ khác, mà quan đài chi địa họ khác. Mày con ai ve mày nói tao nghe đi. Mệt để tao suy luận suy nghĩ và tao mệt quá. Mày nói đi. Con hai, mày con hai, chè ba màu thập cẩm mà. Hắn đầu ơi, mày xui quá vậy, mày xui thiệt luôn. Mày xui thiệt luôn, mày ăn thì đấm tan, cậu bị tao phát giác. Mày te tua tơ tả, bây giờ đến ông nội mày mất. Mà mày cũng khác họ, mày không dám được hưởng thụ gì. Mấy mốt chia tài sản, mày không có được cái bóng dịch nữa, trời khổ mày quá. Mày xui dữ vậy vậy? Hả? Mày ăn cái giống gì mà mày xui dữ vậy hả? Từ ngày mày đào thai lên làm con mà Sáu Bào là mày đã xui rồi đó. Con một người mẹ không có đức, không có đức độ, không có tài, mang biến làm, sân si, hung hả, là mày đã vô phước rồi đó. Mà đặc biệt mày là con sạc pin mà vô phước dữ nữa. Có thằng cha tối ngày ăn no đi ăn cắp đồ mấy người mất không, ăn cắp áo của cậu bận. Mà trong khi cậu ốm bận vừa, còn cha sạc pin như trâu và bận cái áo, bung cái nút ra và bung giạt 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 vậy nè. Đó. Lấy mắt kiến ra sách nữa, rồi ôm tiền không điếu chạy mất tiêu luôn, lấy tiền làm răng nữa, nhăn răng cười rồi, kêu lấy tờ cắt nữa chứ. Đó, bởi ba má vậy, bởi cuộc đời mày gực gỡ. Cuộc đời mày rất là gực gỡ luôn. Đúng không? Đó. Vậy đi làm bùa làm ngải khiến cho cậu xây chuyển cái vụ tò tháng 10 à. Bỏ đi, bỏ đi. Bỏ, thôi, nghe lời con, bỏ. Bỏ,
là không được gì hết. Tại vì biết sao, từ đó giờ Sáu làm gì đâu có gì thành công đâu, bỏ đi, bỏ đi, bỏ nghe Thương, bỏ nghe Thương, bỏ luôn, luôn dần ngay, bỏ luôn. Anh thằng ơi, hai năm nay cô Sáu thấy cô Sáu có làm gì mà thành công không? Nào là kiện ba mấy lá đơn, tước quyền hộ khẩu, tước thai sanh, tước quyền thừa kế, tước trơn, nó giống như là người vô hình vô dạng, nó trên trời rơi xuống cái đùng như Mai Ca vậy. Hả? À, mình là cái thống giống gì trong, giống gì trong, giống đời người vậy? Không giống đời người, giống dòng gì đâu. Quỷ giấy tờ của người ta hả? Trời ơi, ăn nhờ đậu, dành luôn nhà người ta, chà gài nữa, căn cấp 8 chị 200 đô, xém chút ủ tờ, không có đi ủ tờ rồi. Nó gai nhỏ đủ thứ, làm bù làm ngã đủ thứ, nó cuộc có được không? Không, không làm hoài vậy, nó không được bỏ đi chứ làm hoài vậy hả? Mất công mất bỏ, bỏ đi. Làm gì cũng được bỏ, đừng làm nữa, không không bỏ đi. Nghe là con bỏ đi, chuẩn bị ủ tờ đi cái nó gọn, chứ nho 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 hoài mệt ở vậy đi, ăn uống ngủ nghỉ đi, mua tôm hùm đồ Alaska đồ ăn đi, chuẩn bị ủ tờ đi, đừng làm nữa thôi, mất công ha ha. Nghe sao, nghe là ha, con nghe là con làm đi, con đại diện phe chính nghĩa, nghe là con làm ha, cưng chịu chịu. Khóc dữ lắm hả, cưng quá, khóc quả ai nghe luôn hả, hồi đó khóc cậu cho tiền, giờ khóc cậu cho tiền còn chửi nữa hả, thần thần cưng nữa, già rồi đó có làm ra tiền đâu, bây giờ khóc không ai cho tiền, khổ quá. Cái nhà biết gì không, ngày hôm qua ô xin nó đi qua đám tang, à người ta chửi, người ta chửi ô xin, ta chửi là nó đờ đờ ăn cắp ăn trộm nè, tại vì fan của cậu Năm đi đám tang nó nhiều lắm, mà tại fan nghệ sĩ mà bên ông qua đài cho vậy nghệ sĩ, người ta thấy Ocean ta chửi, ta nói đồ thứ mà làm để dùm Ocean cho cậu mà không biết bảo vệ Hồng Loan, mà còn ăn tiền này kia ăn cắp ăn trộm, ta chửi qua chửi luôn đó. Biết sao nó lỡ nó dòm dòm tùm phúng điếu, nó tính là Vinh nữa rồi à, mà nó thấy ta chửi quá đi về Ocean. Mắc cỡ không Ocean, mắc cỡ không hả, nghe mắc cỡ không xin, trời ơi tánh tàn quá trời đất ha. Có người nói Út ơi sao không kêu bà Sáu về mặc đồ tang đi, bà Sáu về cho chà vô đầu dòng lớn ha, bà vừa về đứng trước cửa một cái ha, nồi son kén bát đũa muỗng rồi chổi bà gieo 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 mà né không kịp luôn, mặc đồ tang lấy danh phận gì, mặc đồ tang lấy danh phận gì, là mẹ ăn ghe hả, ăn ghe họ gì, ăn ghe họ gì, ông quan đại chứ địa họ gì, lấy danh phận gì, giật chồng ta chưa quýnh nữa trời, là về đình để tang đúng không, bà Sáu giật chồng ta chưa quýnh bả nữa rồi về mai bẻ tang, trời ơi thương quá, cha mình còn sờ sờ mà không được hưởng tài sản, đi dành tài sản với người ta, còn trong khi nói Hồng Loan là con nuôi, Hồng Loan là tu hú, mà cậu để lại hết tài sản cho Hồng Loan, đau quá. Gặp tôi dân ve tôi đau hơn bò đá, gặp tôi dân ve tức chết mẹ rồi, khi tức quá cha mình sờ sờ đó, mình không được tài sản mình dành của cha người ta, mà trong khi lúc nào cái miệng mình cũng vỏ mình nói Hồng Loan là con nuôi tu hú, mà cha người ta để tài sản hết, còn cha ruột của mình sờ sờ mà không để cho mình cộng lông cục chắc chậu chim chậu chó chơi nữa, đúng không, quá đau. Cú sốc cuối cùng cuộc đời nghe trước khi đi ủ tờ, đi xét nghiệm đi, giờ mày chiến đấu đi, xét nghiệm tớt cùng luôn, mày tạo ra ma giữa ba mày với mày đi, xét nghiệm tớt cùng mới giành luôn, là mày trùng khớp ADN, mà xui mày đừng có để xui nha, là đừng để xui nha, xét nghiệm giống sạc pin là có chuyện đó, giống sạc pin là tớ cũng chuyện với tao đó, à đúng không? Thánh thần ơi, vừa rồi à, nói với về con cá bảy màu đi ha, à, về con cá bảy màu đi, nó nói là người Mã Lai nào hâm kiện đó, nó chưa đập đầu mày hơn cái chuyện mày, thứ mày là tao gặp là tao giận không giận qua bên, tao lặn cái cho mày đi trước thời hạn luôn, sợ mày kiện đúng không? Ô quỷ này ai mà ghét, thương ông nhiều, ghét quỷ ông nhiều, ghét tao sợ luôn. Bữa nay nó chửi nhà báo Sông Minh luôn á nha, nó nói nhà báo Sông Minh là nịnh, còn nó chửi bác sĩ Long á làm đi cầm ben dạo thất học, nó chửi ca sĩ Nguyên Vũ là ca sĩ ăn tục nói phát, ca sĩ Nguyên Gió đó, nó chửi đi là Marco Hồng Loan vô ơn đó, Linh Tý thì này kia vô cuộc, nó mặt nó giống giam ồn vậy, không giống ồn gì trơn trời. Chứ bây giờ chửi bác sĩ Long là vô văn hóa luôn, mày có văn hóa quá. Có văn hóa quá, ăn năm lá đơn luôn. Thôi có văn hóa như mày thôi tao kệ, tao dốt đi, dốt đi khỏi ăn đơn, chứ ăn đơn mệt lắm, ăn đơn phải tốn tiền, phải đương ve mới chuột đơn nó cực lắm, mày tốn 500 triệu đúng không, trời ơi mày làm sao qua mặt được tao, tao thấy tao mát mát gì chứ không bao giờ mày qua mặt được tao, mày tốn 500 triệu để mà con ve giúp 4 lá đơn sự, mày vu cáo con ve là ăn tiền đám tang mà chưa có bằng chứng không, đúng không, đúng nhận sai cãi, đúng nhận sai cãi liền, thôi đúng mà khỏi cãi dẹp khỏi cãi đúng không. Trời ơi, vừa lắm mà có văn hóa như mày thôi, tao mất văn hóa, tao có văn hóa tao dốt, đỡ tốn tiền, đỡ ăn đơn, còn mày văn hóa ăn đơn quá, ăn đơn luôn đó, tao ai mà kiện mày tao phái, ai mà kiện mày tao phái, đặc biệt là chú Áo Xanh nữa bắt mày tao phái dữ nữa, mà đặc biệt mà nếu mà ông thầy trộn đến là dước mày đi tao phái dữ nữa đúng không. Cái bản mặt mình không ra gì,
à, làm ể xứ người, à, hoa hậu tự xưng mà lên chửi bác sĩ Long là vô văn hóa, nhà báo nịnh nót, ca sĩ Nguyên Vũ không ra gì, chửi Ni Hồng Loan, chửi vợ chồng Linh Tý, chửi má Tư bằng thằng này con kia, là con người mày là không có da nó môn gì vậy hả? Con người mày giống như là quỷ gì, ai mà thương tôi nhiều, ghét quỷ gì, ghét cũng trời, gì mà quá trời ghét. Cô sao? Cô sao lên mộ hả? Trời ơi, thấy mẹ xèo cá vuốt cái mộ cậu nè. Thôi vuốt chữ vậy hả? Đừng có vuốt, mốt chồng mình mất nè. Sắp tới rồi, sắp tới chú Bảy của My Cha vậy, bạc sờ mặt sức mà vuốt. Lúc đó không biết thím xèo có lên thăm mộ chú Bảy thường xuyên giống như thăm mộ cậu không ha? Hay là vừa hạ nguyệt xuống rồi là không bao giờ tới nữa, một năm tới một lần thôi. Tại vì cậu Năm có tiền nhiều nên vuốt mọi vuốt. Cậu Năm nói trời ơi, tôi nghe tôi bay vuốt mà tao nằm trong ốc á, tao đổi da gà rồi. Cậu Năm nói mà nghe cô Sáu với chú Bảy lên hả, là cậu Năm nằm ở trong mộ im re luôn, không dám thở luôn. Thở là mấy người này biết cậu Năm ở nhà, nó sẽ khóc, nó gào thét. Cậu Năm không im luôn, ông nói đi mất tiêu rồi, không có ở nhà, về đi. Đúng rồi dạ. Ông nó chuẩn bị ngủ rồi, lên giường chuẩn bị ngủ, ông nó chết mẹ nó tới rồi, chết mẹ nó tới nữa rồi, thôi, im lặng. Hả ôi giết mà bây giờ cậu Năm gần ngủ rồi, trong mộ giờ còn nửa đêm bò lên để mà than trách cào hốt. Mình tự trách mình là coi sao. Đó bữa nào tôi cũng sao tự trách mình là coi. Có sao nói trời ơi sao mình không lo hát hò mình kiếm tiền ta. Hồi trẻ mình ngựa quá, mình ngứa háng quá mình đi quậy không. Mình không lo hát hò kiếm tiền như người ta ta. Tại sao người ta có nhà mình không có nhà ta. Sao mình bất tài vô dụng với ta. Sao mình ham chơi quá vậy ta. Bữa nào sao tự trách mình vậy coi. Tự trách mình coi. Sao mình làm mẹ mình bất tài vô dụng mà không để cho con mình vậy ta? Mình đòi là để là tai tiếng cho con mình là không ta? Buồn quá. Ừ, bữa nào chắc vậy đi. Chắc mình thử làm coi. Đó là trời cái gì. Cũng khổ sao quá thôi. Nói tới sáu con làm mệt sao. Ông chào tạm biệt cả nhà. Bye bye nha.